Đà Nẵng cho thấy sự sa sút đáng thất vọng kể từ vòng đấu cuối cùng của lượt đi. Đội bóng sông Hàn trải qua 5 trận liên tiếp không thắng và giành được duy nhất một điểm. Sự thiếu tập trung và hay mắc sai lầm cá nhân ở thời điểm quyết định là nguyên nhân chính mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn chưa thể khắc phục. Đà Nẵng đang cần một chiến thắng để cắt đứt chuỗi trận bết bát, và sân Hòa Xuân là điểm tựa để thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng giành được chiến thắng. Ở phần sân bên kia, Bình Dương cũng đang có phong độ rất tệ với những kết quả thất thường và hiện nằm trong vùng nguy hiểm trên bảng xếp hạng cùng với Đà Nẵng. Vòng 17, đội bóng đất thủ những thất bại đậm nhất kể từ đầu mùa giải khi để thua Hà Nội 1-5 trên sân Hàng Đẫy. Hơn ai hết, thầy trò huấn luyện viên Lư Đình Tuấn cảm nhận rõ rệt những hệ lụy nếu họ trắng tay trên sân Hòa Xuân ở vòng đấu này và sẽ nỗ lực tối đa để đem về một điểm. Dự đoán Đà Nẵng sẽ giành chiến thắng trước Bình Dương với tỷ số 2-1. Sau cú vấp ở vòng 16, Nam Định cho thấy khả năng tìm lại sự thăng bằng rất nhanh khi đánh bại Hà Tĩnh trên sân Thiên Trường. Không chỉ là 3 điểm, chiến thắng này còn mở ra cơ hội để bứt phá. Và điều này là có cơ sở khi đội bóng Thành Nam đã giành 9 điểm trong 4 trận gần đây. Dù vậy, chút khó khăn về nhân sự đang chờ đợi Nam Định khi hai trụ cột ở hàng tiền vệ là Mạnh Hùng và Xuân Quyết vắng mặt vì đã nhận 3 thẻ vàng. Thất bại trước Thanh Hóa khiến Bình Định mất luôn ngôi nhì bảng và khoảng cách điểm số với Hà Nội hiện đã được nới rộng thành 7 điểm. Việc sợ sẩy và mất điểm trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn đang làm giảm đáng kể cơ hội tranh chấp ngôi vô địch của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Đội bóng đất võ không được phép thất bại trên sân Thiên Trường ở vòng này, bởi nếu trắng tay, rất khó để họ làm nên chuyện vào cuối mùa giải. Dự đoán, trận đấu giữa Nam Định với Bình Định sẽ có tỷ số 1-1. Sài Gòn đã tìm được ánh sáng cuối đường hầm bằng chiến thắng 2-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh trong trận chung kết ngược, đồng thời đã thoát khỏi vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng. Rất nhiều liều doping tinh thần đã được lãnh đạo đội bóng bơm ra, như 10 tỷ đồng tiền thưởng nếu chu hạng và 2 tỷ đồng cho trận thắng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy tác dụng. Cơ hội trụ lại V-League đã mở ra với Sài Gòn và chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Thanh Hóa vừa đánh bại Bình Định và chiến thắng này đã nhen nhóm trở lại hy vọng tranh chấp một vị trí trong top 5 vào cuối mùa giải. Nếu đội bóng xứ Thanh duy trì được phong độ và lối chơi có hiệu quả cao như trận vừa qua, họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Thử thách ở vòng đấu này cho Thanh Hóa là rất lớn, khi họ phải làm khách trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn đang quyết tâm cao giành chiến thắng để củng cố mục tiêu chu hạng. Dự đoán, trận đấu giữa Sài Gòn với Thanh Hóa sẽ có tỷ số 1-1. Sự thiếu hụt nhân sự với hàng loạt trụ cột chấn thương đã khiến Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng trước Hải Phòng, và cơ hội lên ngôi vô địch thực tế chỉ tồn tại trên lý thuyết với thầy trò huấn luyện viên Kea Tisak ở thời điểm hiện tại.
Trước cuộc đón tiếp Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng Phố Núi đón nhận sự trở lại của Hồng Duy, Văn Thanh và Xuân Trường sau khi bình phục chấn thương. Cùng với lợi thế sân nhà, nhiều hy vọng để họ có thể giành trọn 3 điểm sau 5 trận không thắng ở V-League. Cuộc thay máu ở thượng tầng đội bóng cho thấy quyết tâm cải tổ của ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nhen nhóm hy vọng chu hạng. Tân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành được kỳ vọng sẽ tạo nên luồng gió mới về chuyên môn, đặc biệt các vấn đề liên quan đến việc chi trả tiền lót tay cũng đã bước đầu được giải quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc về tinh thần của cầu thủ. Với lực lượng hiện có, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn cơ hội chu hạng và mục tiêu trước mắt là có điểm trên sân Pleiku. Dự đoán sẽ giành chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Cuộc khủng hoảng về thiếu hụt nhân sự do chấn thương tác động rất lớn tới kết quả thi đấu của Hà Tĩnh thời gian gần đây khi họ chỉ giành được 4 điểm trong 7 trận gần nhất. Đặc biệt, việc thất bại trước các đối thủ trong cuộc chiến chu hạng như Nam Định, Sài Gòn khiến nguy cơ xuống hạng ngày một lớn dần. Trở lại sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang có chút thuận lợi để giành điểm trước Sông Lam Nghệ An nhằm tránh khả năng rơi xuống khu vực nguy hiểm. Với 2 điểm trong 5 trận gần nhất, tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, Sông Lam Nghệ An không còn được xếp trong nhóm ứng viên vô địch. Việc không tạo được cú bứt phá trong thời điểm quyết định cho thấy một vị trí trong top 3 là mục tiêu khả thi hơn với năng lực của đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục mất điểm như chuỗi trận vừa qua, cũng rất khó để đội bóng xứ Nghệ có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dự đoán Hà Tĩnh sẽ thất bại trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-2. Viettel đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và khoảng cách với Hà Nội chỉ còn 5 điểm. Thành tích này cho thấy nỗ lực rất lớn của thầy trò huấn luyện viên Bejiwon khi đã giành được 15 điểm trong 6 trận gần đây. Những tín hiệu tích cực về tinh thần và chuyên môn thắp lên cơ hội giành chiến thắng cho Viettel trước trận quyết đấu với Hải Phòng. Và nếu có được 3 điểm, Viettel sẽ trở thành đối trọng đáng kể với Hà Nội trong phần còn lại của mùa giải. Hải Phòng đang có phong độ khá tốt trước chuyến hành quân tới sân Hàng Đẫy. Đội bóng đất cảng đã bất bại trong 5 trận gần nhất và khoảng cách điểm số với đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ còn 6 điểm. Hơn ai hết, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hiểu rõ kết quả trận đấu với Viettel có tính chất quan trọng như thế nào với họ trong cuộc đua tới chức vô địch, bởi nếu thất bại, cơ hội lên ngôi ngày càng mong manh hơn. Dự đoán, Viettel sẽ giành chiến thắng trước Hải Phòng với tỷ số 2-1.